6 cộng 5 cộng. Đây coi nha anh em. Thì giờ thỉnh ông thầy xuống nè. Thỉnh thầy xuống chết luôn. Giờ múc nước bè lên trồng cám. Anh em câu cám thì phải xả mồi nha anh em. Câu cám không xả mồi là chết luôn á. Nó không có về luôn nha. Này là mình cho nước tại lìa nha, tại cái chỗ câu á, thì mình nhồi cám. Cám này cám zin luôn, anh em cứ lấy về tự nhồi câu, khỏi cái tổn gì hết. Bàn tay mà bớt thì thôi. Đây cám nè anh em, hai đi dắt theo con bao này nè, khoảng chục ký cám. Đây bên này đó, bên đây là cái cám chưa sai chưa tộn, cám zin luôn nè, đem theo xi cua nhưng có hết nồi lấy này câu. Các bạn, đây là cái công tác xả mồi nha các bạn. Đây các bạn, đây là cái công tác xả mồi nè. Chìm bên đây. Lâu vô cho cá ăn giùm ta nè. Xả bạn thao đó, rồi câu nha các bạn. Nó ăn thì ăn, còn không ăn thì mình ăn. Xuống lượm. Lượm. Mà xuống sớm lượm. Khoảng hướng 5 giờ xuống lượm à. Đây rồi. Yêu quá. Mới là quả có vợ mới có 1 năm mà.
Đây các bạn, đây là cần câu của Khoa. Hiện tại là Khoa đang câu 3 cần. À, câu từ sáng tới giờ rồi, chưa có con gì đá lộng hết. Câu sáng giờ mệt quá trời, cá không ăn các bạn ơi, đầu tóc bù xù hết trơn rồi nè. Mà đói bụng nữa. Giờ chơi mùng mới thôi. Đi bắt cua nha mấy bạn. Bắt cua nướng ăn. Thì mình sẽ bắt cua trên cái đồng là ruộng này đó. À, đó là một con thú mấy bạn. Đây các bạn, đây là một cái hang cua này mấy bạn nè. Cái hang này nó có con cua ở đây nè. Giờ mình sẽ bắt cua nha. Cua kẹp kẹp. Ôi, hai con luôn. Gãy càng rồi. Được hai con cua. Tần thân hai con à. Đi móc tiếp nha các bạn. Câu cá không có, giờ móc cua nướng cua ăn thôi. Bắt cua dễ ăn hơn. Đây có hàng nữa nè. Tiếp. Con này dễ lắm. Đây bạn, cua đó nè. Cua đồng nha. Rồi đây. Anh lùng của chúng ta vẫn đang miệt mài canh cá. Đi bắt cua luôn. Trong thời gian canh cá cũng gom được bọc rác nè các bạn. Câu chơi xả rác nhiều quá giờ phải gom vậy nè. Người ta biết chỗ thôi.
Đây các bạn, ở đây cũng được con cua. Chết mẹ kẹp. Ui da. Dạ. Dạ đủ. Trời ơi. Dạ. Ruộng rồi con buông mày chết mày nè. Dạ trời ơi đau. Đậu xanh nó không buông luôn. Ôi. Kẹp các bạn, đau quá. Nè các bạn, bắt hồi được mấy con nè. Đây là con quỷ vừa nãy nó kẹp mình nè. Trời ơi đau. Ôi. Nè kẹp lủng lỗ nè, da nè thấy không. Nè đó. Dẹp lủng luôn. Nè là cái càng cua nè. Đó. Rồi giờ bắt đầu chuẩn bị nướng cua ăn nha. Đi câu bờ câu bụi nó bụng quá rồi. Chui phá làng các bạn. Đó. Nước lỡ nướng cua. Trời nắng nóng cháy quá. Đây cua các bạn. Chạy á. Chết rồi dính sình không à. Càng cua. Đó. Những con cua đỏ bừng. Đó. Chờ chín hay nha. Nắng nóng quá các bạn ơi. Kinh khủng hay chứ. Đúng là cái nắng của mùa hè mà. Đúng chưa hè, sắp hè chưa hè mà nắng quá. Nắng điên luôn á. Càng các bạn, càng đỏ nè. Mà cũng chưa chín. Nếm cho chín đi. Chưa chín ăn. Chết luôn rồi. Đó, có càng này ngon quá. Nè, đó, vàng gánh luôn nè. Thấy không? Mập ghê không? Cua hai da nha. Đây các bạn, cua chín nè các bạn ơi. Trời ơi, cua ngon quá. Đó. À. Chết bà, cháy khét cái càng luôn rồi. Trời ơi cái càng kình. Cái càng bự chán mà giờ khét ngẹt kìa nè. Trời ơi. Cua đồng nướng.
À, giờ cá không ăn mình ăn anh em. À, càng cua đó. Từ sáng tới giờ nó buồn quá trời, nó buồn ấy trời, rớt rồi chết bà không xây nó. Rớt rồi phải xây 3 vòng. Trời, con vi khuẩn nó chết. Cua đồng thật ngọt thiệt chứ. Ok ghê. No rồi đó. Như đây là câu tới chiều nha. No rồi đó. Thầy cá ta cũng dắt kiếm đi về đây, chạy hết rồi. Thôi mấy bạn ơi, hầm này là vô phương rồi, không tì nổi rồi. Hầm lớn, rộng mà chỉ cái đáy sạch á. Mà cám mình thì chơi đáy dơ thôi, đáy xình bụng nữa. Còn đáy sạch quá thì đánh không lên. Thôi mấy bạn. Đấy các bạn, đây là hậu kỳ của buổi câu. Đã cắm viên câu cắm bột. Đấy các bạn, xả mồi các bạn. Mồi nổi lên láng luôn.